vì một thành phố thông minh Bình Dương. Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp với Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương thực hiện. Thưa quý thính giả, ngày 15 tháng 4 vừa qua, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2020. BCI là một chỉ số có hành động thúc đẩy những hành động thực chất của chính quyền các tỉnh, thành phố nhằm cải thiện chất lượng điều hành và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi. Báo cáo PCI năm 2020 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 12.300 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.700 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.600 doanh nghiệp góp vốn đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động tại 22 địa phương ở Việt Nam. Và kết quả, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục duy trì hạng nhất, Đồng Tháp thứ nhì, Long An thứ ba. Bình Dương vượt 9 bậc từ hạng 13 năm 2019, vươn lên xếp thứ tư, lọt vào top 10 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế, được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng PCI năm 2020. Cụ thể, so với năm 2019, Bình Dương có sự cải thiện mạnh mẽ khi tăng tới 2,718 điểm và tăng 9 bậc. Cùng với việc giữ vững sức cạnh tranh về chỉ số cơ sở hạ tầng như năm 2019, Bình Dương còn được các doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá cao về các chỉ số gia nhập thị trường, tăng 1,22 điểm, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tăng 0,91 điểm. Quả thật, đây là trái ngọt từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các sở ban ngành địa phương trong tỉnh suốt thời gian qua nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh, giúp cộng đồng doanh nghiệp định vị đúng môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, BCI 2020 còn có ý nghĩa rất lớn trong quá trình xây dựng thành phố thông minh Bình Dương. Quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về nỗ lực này qua bài viết BCI năm 2020, Bình Dương thăng tiến ngoạn mục của tác giả Minh Duy. Năm 2020, những tác động tiêu cực do dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng đến tất cả mọi mặt đời sống kinh tế xã hội. Tuy nhiên, với những nỗ lực vượt khó, Bình Dương vẫn đạt những thành tựu đáng khích lệ. Cụ thể, tổng sản phẩm xã hội GRDP của tỉnh tăng 9,16% so với năm 2019. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tăng 8,02%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,3%. Kim ngạch xuất khẩu tăng 8,5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt hơn 133.500 tỷ đồng, tăng 11,6%. Tổng vốn đầu tư FDI đạt gần 1,85 tỷ đô la, vốn đầu tư trong nước đạt hơn 70.000 tỷ đồng. Thu FDI lũy kế đến nay đạt 35,8 tỷ đô la với 3.960 dự án, xếp thứ ba cả nước sau thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Kim ngạch xuất khẩu đạt 27,4 tỷ đô la, xuất siêu 6 tỷ đô la. Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện hơn 61.400 tỷ đồng, tạo việc làm mới cho 45.300 lao động. Thu nhập bình quân đầu người 151 triệu đồng mỗi năm. Những thành tựu nói trên là nỗ lực cố gắng của tỉnh Bình Dương trong việc triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào công tác cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. Chỉ tính riêng trong năm 2020, các sở ban ngành đã tiếp nhận gần 168.000 hồ sơ thủ tục hành chính, tăng gần 39.500 hồ sơ, trong đó đã giải quyết đúng hạn gần 160.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ 96,85%, góp phần giải quyết nhanh các nhu cầu của doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, Bình Dương thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch và thực hiện tốt các thủ tục hành chính công mức độ 3 và 4. Trong năm, tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến chiếm 43,63%, tỷ lệ hồ sơ được nhận tại địa chỉ qua bưu chính đạt 7,63% và 24,45% tỷ lệ hồ sơ trả kết quả tại địa chỉ. Năm 2020, hơn 50% số hồ sơ mà người dân doanh nghiệp không cần đến trực tiếp trung tâm hành chính công tỉnh vẫn giải quyết được thủ tục hành chính. Trong đó, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đạt 99,4%, tăng 33,4% so với năm 2019. Người dân và doanh nghiệp giảm được chi phí về thời gian và chi phí không chính thức khi thực hiện thủ tục hành chính. Ngoài ra, tỉnh đã tích cực rà soát cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết với 86 thủ tục, trong đó cấp tỉnh giảm 71 thủ tục, cấp huyện giảm 13 thủ tục, cấp xã giảm 2 thủ tục so với năm 2019. Bên cạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Bình Dương luôn xem cơ sở hạ tầng là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong đó, hạ tầng giao thông là ưu tiên hàng đầu để thu hút và hỗ trợ nhà đầu tư gắn bó lâu dài với địa phương. Tỉnh đã tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông đối nội thông suốt, mang tính chất lan tỏa và kết nối với các tuyến đường đối ngoại nhằm liên kết các địa phương trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch nối liền các vùng nguyên liệu, vùng sản xuất với hệ thống các cảng biển để lưu thông hàng hóa. Bình Dương cũng là địa phương đầu tiên thực hiện đầu tư các tuyến đường vành đai đoạn qua tỉnh và phối hợp với các địa phương trong vùng xây dựng hạ tầng đường cầu nối giữa hai tỉnh để thông thương hàng hóa được thuận lợi. Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết BCI năm 2020, Bình Dương thăng tiến ngoạn mục của tác giả Minh Duy. Thưa quý vị, trong mắt các nhà đầu tư, BCI không chỉ là sự kỳ vọng mà còn phản ánh nỗ lực cải cách của chính quyền các địa phương. Chỉ số BCI được xem như một bản mô tả đầy đủ về môi trường đầu tư kinh doanh của mỗi một địa phương và là kênh thông tin quan trọng để đánh giá về địa điểm dự định đầu tư của doanh nghiệp. Tuy nhiên, bao giờ cũng vậy, năng lực cạnh tranh luôn đi liền cùng trách nhiệm. Việc nâng bậc trong bảng xếp hạng PCI đồng nghĩa với việc nâng cao trách nhiệm, nỗ lực cải thiện các hạn chế, hướng tới sự hài lòng hơn nữa của doanh nghiệp, tạo được sức hấp dẫn mới về môi trường đầu tư kinh doanh. Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương xoay quanh nội dung này. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông Mai Hồng Dũng, sau khi mà chúng ta nhận được tin vui từ Diễn đàn Cộng đồng Thông minh Thế giới ICF thì chúng ta lại nhận tiếp một tin cũng khá là vui ạ. Đó là chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh BCI năm 2020 của tỉnh Bình Dương vượt 9 bậc từ hạng 13 của năm 2019 và vươn lên xếp thứ 4 lọt vào top 10 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế được đánh giá cao nhất trong bảng xếp hạng BCI năm 2020. Thưa ông đánh giá như thế nào và nhận xét thế nào về tin vui này ạ? Chúng ta biết rằng thì theo thông lệ hàng năm thì khoảng tháng 3, tháng 4 thì VCCI là Phòng Công nghiệp Thương mại Việt Nam cùng với cái tổ chức viện trợ phát triển kinh tế của Mỹ cùng điều tra và đưa ra cái chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh gọi là BCI. Thì năm 2021 công bố có nghĩa là đây là cái kết quả thực hiện của việc năm 2020. Tức là ngay từ những tháng 4, tháng 5, 2020 thì VCCI cũng đã phát phiếu điều tra doanh nghiệp. Năm nay thì họ phát phiếu điều tra cũng hơn 12.000. Và sau khi đánh giá kết quả thì Bình Dương được là đứng hàng thứ tư so với cả nước. Và Bình Dương nếu mà so với các tỉnh Đông Nam Bộ thì chúng ta cũng đứng hàng thứ nhất. Đây là một điều rất là tự hào. Dạ. Tự hào thể hiện ở chỗ những cái cố gắng nỗ lực của chính quyền, của người dân Bình Dương đã được cộng đồng doanh nghiệp công nhận và đánh giá cao. Tự hào ở cái chỗ là những cái kết quả cải cách hành chính, những cái kết quả mà hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Bình Dương cũng được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Ở đây thể hiện là trong 10 tiêu chí thành phần của VCCI đánh giá thì chúng ta có 7 cái tiêu chí là được tăng điểm lên so với năm 2019. Mà trong 7 tiêu chí này thì có 2 tiêu chí cao nhất, tức là cái sự năng động hỗ trợ của chính quyền, cái sự chi phí gia nhập thị trường và càng ngày càng tốt là ít đi, chi phí không chính thức ngày càng ít đi. Nói cái điều đó để thấy rằng những cái kết quả cụ thể này nó làm cho cộng đồng doanh nghiệp đã đầu tư và chưa đầu tư, chuẩn bị đầu tư Bình Dương, họ cũng mong muốn đến Bình Dương để tiếp cận được một cái môi trường kinh doanh tốt hơn, tiếp cận được một cái chỗ để mà có thể đầu tư kinh doanh, mà cũng làm cho chính quyền và nhân dân Bình Dương cũng rất là tự hào. Chúng ta có một cái chính quyền thân thiện, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp, người dân phát triển. Tại vì trong chúng ta tự hào về những cái kết quả mà chính quyền nhà nước đã làm và được cộng đồng doanh nghiệp công nhận. Nhưng mà chúng ta cũng phải thấy rằng là chúng ta còn nhiều việc nữa phải làm. Thông qua các tiêu chí của VCCI đánh giá thì chúng ta phải coi lại những cái gì mà doanh nghiệp họ chưa đồng lòng, chúng ta làm chưa tốt với doanh nghiệp. Thì đây là đảng bộ chính quyền luôn coi cái việc cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp là luôn luôn phải thay đổi, phải tốt. Cần phải làm cái gì nữa không? Vì cải cách hành chính là không có điểm dừng. Trong việc đó thì chúng tôi về phía đảng bộ và chính quyền tỉnh Bình Dương cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và làm tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thưa ông, như vậy thì chính quyền nhân dân Bình Dương chúng ta phải làm gì để có thể giữ vững và phát huy hơn nữa cái thành quả này ạ? Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu nữa trong thời gian tới. Thì tất nhiên thì những cái định hướng phát triển cho 5 năm tới thì cũng nằm trong cái nghị quyết đảng bộ tỉnh Bình Dương mà đại hội năm rồi đã ghi nhận. Chúng ta còn phải làm nhiều nữa cho cái cuộc sống và kinh tế của Bình Dương. Mà muốn làm nhiều mà làm đúng theo cái hướng như cái đề án thành phố thông minh mà đề ra trong 5 năm qua đó
thì Bình Dương cũng đã có kế hoạch và dự kiến thì trong tháng 5 thì chúng tôi sẽ thông qua ban thường vụ hai việc. Việc thứ nhất là để xây dựng cái thành phố thông minh Bình Dương trong giai đoạn tới theo thì năm 2021 chúng ta phải làm gì. Thì đây là chúng tôi cũng đã chuẩn bị ra những dự án, đề án cụ thể. Hay là để tham gia vào ICF để lọt vào top 7 thì chúng ta phải tiếp tục đăng ký và chúng ta phải làm gì. Hàng năm sẽ xét nếu mà đủ tới top 21 và họ sẽ xét trong 21 người đó thì năm sau họ có lọt vào top 7 không. Thì chúng ta sẽ đây xây dựng kế hoạch đó. Dạ, và đó chúng ta là... có tự tin với điều này hay không ạ? Tôi nghĩ rằng nếu mà với những sự cố gắng của chính quyền và nhân dân Bình Dương thì doanh nghiệp Bình Dương thì khả năng chúng ta vẫn đạt được. Vì chúng ta có kế hoạch tốt, chúng ta phát triển tốt, yeah. Người dân doanh nghiệp đồng lòng ủng hộ, đảng bộ chính quyền thống nhất để chỉ đạo lãnh đạo thì tôi cho rằng là chúng ta cũng có khả năng làm được. Để làm được việc đó thì cái việc tỉnh ủy cũng đã đưa ra là gọi là xây dựng cái vùng đổi mới sáng tạo. Đó là chúng ta xây dựng một cái mô hình 5 lớp mà cái mô hình này nó sẽ định hướng cho một cái tương lai Bình Dương trong thời gian xa hơn. Xin được cảm ơn ông Hồng Dũng đã dành thời gian tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay. Vừa rồi là nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương về những tác động tích cực của chỉ số PCI năm 2020 và những kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh của Bình Dương trong thời gian tới. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị cùng thư giãn với tiểu phẩm Cảnh giác cao độ của tác giả Anh Thư do nhóm cộng tác viên chương trình thể hiện. Bà ơi, bà. Vậy? Nãy giờ bà có thấy cái gì lạ lạ không? Lạ cái gì hả? Chứ bà không có để ý gì hết hả? Để ý cái gì? Bà ý ông là muốn nói cái gì? Bà có thấy hai người đàn ông đi qua đi lại nhà trọ của anh Sáu không? Ui, thì nhà trọ phải có người tới người ta kiếm để người ta thuê chứ nói cái gì? Không phải, hai cái người này có vẻ đáng nghi lắm. Người ta có làm gì đâu mà ông nghi ngờ. Nói như ông á, chắc tối ngày ông nghi ngờ hết người này tới người khác quá. Bà làm như tôi rảnh lắm vậy đó. Tôi nhỏ nó có nói với tôi là bây giờ phải cảnh giác với người lạ. Đã nói nhà trọ phải có người lạ tới trọ, chứ quen vòng vòng đây thì trọ ăn chi nữa. Không phải, hai người này tôi thấy dáng vẻ là người ở từ xa tới. Mà trong lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng như vậy ấy, thì mình phải cảnh giác chứ. Để gặp phải mấy người mà họ nhập cảnh trái phép vô nước mình mà họ lại không khai báo gì hết thì có phải là rối cả nùi lên không? Hen, ông nói tôi mới để ý á. Hổm rài ở nhà phát hiện nhiều vụ nhập cảnh trái phép vô nước mình xong rồi cứ đi tứ lung tung hết á. Không biết đâu mà lần với mấy người này nữa. Họ đâu có khai báo y tế đâu mà biết để cách ly ông. Thì đó, nãy giờ tôi thấy cứ đi qua, đi lại. Vậy mà không vô hỏi thuê nhà trọ gì hết. Mình phải nghi chứ bà. Hay là ông qua kêu anh Tư ảnh cảnh giác đi. Để ông không biết á. Phải qua nói liền. Chứ để xui xui, lỡ họ bị nhiễm Covid rồi mình không có hay. Tới lúc mà phát bệnh ra là nhiễm cho nhiều người rồi thì lúc đó biết sao. Vậy chứ, nó mà lây nhiễm ra cộng đồng thì khó à nha ông. Phải truy vết, khoanh vùng đủ thứ chuyện hết á. Chứ đâu phải là chỉ là cách ly như lúc mình khai báo từ lúc đầu đâu. Đã nói lây nhiễm ra cộng đồng là nguy cơ lây nhiễm cho nhiều người rồi bà. Bây giờ ai cũng lo cảnh giác bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng. Chứ cái kiểu mà thờ ơ quá thì coi chừng dở trận một cái là thua. Đó, bà thấy bên Ấn Độ không? Đó, khủng khiếp chưa? Đúng rồi. Thôi, vậy quá. Ông qua ông nói anh Tư liền đi. Nếu có gì á, thì báo với bên công an hay bên y tế á, họ xuống họ xác minh coi sao. Nè, bà nhớ vô nhà đóng cửa lại liền nghe chưa? Tôi biết rồi. Cảnh giác cao độ. Ông nhớ đeo khẩu trang nữa nghe không? Cái khẩu trang là vật bất ly thân của tôi mà. Mỗi khi tôi đi ra ngoài là tôi phải đeo. Bà không thấy hả? Nó là bùa hộ mệnh của tôi đó. Chú! Chú gì ơi? Tiệm gì chú? Thuê phòng trọ hả chú? Thuê làm chi cha? Ủa? Chứ vô đây làm gì? Nè.
Ở trong đây không có gì đâu mà vô đây định cướp nha cha. Gì? Tôi cướp cái gì của ông? Ông bị bệnh hả? Vậy chứ mua men vô đây làm gì? Nè, lột khẩu trang xuống coi. Ê, dịch bệnh kiểu này là phải đeo khẩu trang. Chứ mà bỏ khẩu trang ra rồi lỡ tiếp xúc với ai bệnh thì sao ông? Số 7, số 3 không? Nè nè, không thuê phòng trọ vô đây làm gì? Hả? Trời đất ơi! Gì? Tôi nè! Tôi! Trời đất quỷ thần ơi! Tự nhiên qua đây mà bộ dạng mờ mờ ám ám vậy ai biết đâu? Có gì không mà qua đây làm gì có bộ lạ dữ vậy? Tôi qua đây cảnh báo với anh đó. Cái gì? Cảnh báo? Cảnh báo vụ gì? Hả? Trời đất ơi, bên tôi có hệ thống báo cháy đàng hoàng mà ông ơi, cảnh báo gì? Báo cháy, báo nước, cái gì không biết nữa. Cái này là chuyện còn nóng hơn. Chuyện nóng hơn? Nè. Chuyện gì? Tôi thấy có hai người khả nghi lắm. Ở đâu? Bộ dạng muốn vô thuê phòng trọ, mà họ không có vô. Họ lãng vãng nãy giờ ngoài kia kìa. Đâu? Đó, ông phải cẩn thận nghe. Coi có phải người nhập cảnh trái phép không nha. Phải cách ly chứ để đi lung tung rồi lây cho cả sớm đó. Ôi, thấy ghê quá. Thấy ghê dữ vậy. Nghe. Tôi phải đi lên phường. Tôi lên phường liền. Trời ơi, để có cái chuyện gì chắc chết quá. Đi lên phường báo để có người mà có chuyên môn ta xuống ta làm. Chứ mình không biết cái mình sắp lại rồi tiếp xúc trực tiếp còn chết luôn á. Thì đó, tôi sợ cái vụ mà lây ra cộng đồng lắm. Không xét nghiệm thì làm sao mà biết họ lây nhiễm hay không. Cẩn thận cho chắc nghe cha Tư. Bây giờ cái chuyện trước mắt là lo phòng chống dịch là quan trọng nhất của tôi. Tôi nói thiệt nha, không có cho thuê phòng trọ bất chấp đâu nha. Cho thuê là phải coi cho thiệt là kỹ. Nếu mà tôi mà có nghi ngờ cái gì là tôi báo bên chức năng xuống làm việc liền. Ủa, mà sao nãy giờ tôi không thấy ông đeo khẩu trang vậy? Nói chuyện với ông đeo khẩu trang chi? Nè, đừng có chủ quan nghe. Tôi còn không biết là tôi có tiếp xúc với người bị lây nhiễm Covid-19 nữa hay không đó. Có khai báo y tế Bluezone rồi mà cũng không có chủ quan được. Kìa, hai người bước vô kìa. Để tôi lấy cái tông túi tôi ra, tôi lấy cái khẩu trang tôi đeo liền tức thì cái để. Trời ơi, này nó nghe nè. Có gì tôi xin nhà anh ông nha. Rồi cái báo công an liền cho tôi nha. Tôi rút trước. Có gì alo tôi liền nha. Được rồi. Ủa mà tôi giống hình sự quá vậy ta. Bây giờ cảnh giác mọi lúc mọi nơi. Chứ để một người nhiễm bệnh mà lọt ra ngoài cộng đồng là không thể chỉ một riêng một mình mệt mà nhiều người mệt lắm. Nè. Hả? Nhớ giữ khoảng cách an toàn. Hơn 2 mét nghe chưa? Rồi, vậy đi ha. Rồi nhờ ông thông báo. Ông không thông báo tôi mất cảnh giác một cái chết luôn. Bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng là trách nhiệm không của riêng ai. Tôi giọt lẻ. Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm của tác giả Anh Thư do nhóm cộng tác viên chương trình thể hiện. Thưa quý vị, chương trình Vì một thành phố thông minh Bình Dương xin tạm dừng tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp với Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương thực hiện. Kim Thư, Đăng Trình và ekip thực hiện chương trình. Rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thành phố thông minh Bình Dương, cùng kiến tạo tương lai bền vững.